8 biện pháp phòng tránh ngộ độc thực phẩm Ngộ độc thực phẩm là vấn đề sức khỏe phổ biến và có thể nghiêm trọng. May mắn có những bước bạn có thể thực hiện để giảm thiểu rủi ro. Cùng mẹo vặt cuộc sống xem qua sau đây nhé. Số 1. Cẩn thận khi mua thực phẩm Việc kiểm tra bằng mắt, cảm nhận mùi luôn là bước quan trọng trước khi mua, chuẩn bị và nấu bất kỳ loại thực phẩm nào. Các chuyên gia khuyên bạn nên mua thực phẩm từ các cơ sở uy tín đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tất nhiên, điều này không đảm bảo rằng bạn sẽ không bị ngộ độc thực phẩm, nhưng nguy cơ sẽ thấp hơn nhiều. Số 2, rửa sạch thực phẩm trước khi nấu. Bạn phải làm sạch rau, gạo hoặc đậu bằng nước sạch để loại bỏ các hạt bụi hoặc vi khuẩn. Với các thực phẩm không cần nấu chín trước khi ăn, chẳng hạn như trái cây tươi, bạn nên rửa sạch chúng với nước sạch nhiều lần. Kể cả với các loại thịt hay rau củ, bạn nên loại bỏ bất kỳ phần nào bị hỏng hay có vết bầm tím. Số 3, giữ bàn tay sạch sẽ. Ở một số món ăn đặc biệt, nhiều người có thói quen dùng tay không. Đây là lý do tại sao việc rửa tay trước khi ăn là rất quan trọng để tránh vi trùng tiếp xúc với thực phẩm. Bạn nên rửa tay trước và sau khi xử lý thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm sống như thịt cá. Sau khi xì mũi, hát hơi và ho. Sau khi chạm vào động vật thú cưng. Sau khi đi vệ sinh. Sau khi chạm vào bất cứ thứ gì có thể bị ô nhiễm. Số 4. Ăn đồ ăn nấu tại nhà. Thông thường, khi ăn thức ăn đường phố hoặc đồ ăn mua từ bên ngoài, chúng ta dễ bị nhiễm trùng dạ dày, ngộ độc thực phẩm do không đảm bảo vệ sinh. Đó là lý do tại sao chúng ta nên nấu ăn ở nhà, vì ở nhà chúng ta luôn chủ động duy trì mức an toàn vệ sinh thực phẩm tốt hơn. Số 5. Nấu chín kỹ thực phẩm Bạn nên nấu chín kỹ các loại thực phẩm, đặc biệt là thịt đỏ, thịt da cầm và trứng. Nấu chín hoàn toàn những thực phẩm này sẽ giúp tiêu diệt vi trùng có hại. Ngoài ra, bạn nên ăn thực phẩm ngay sau khi nấu chín để vi trùng có hại không có thời gian phát triển. Số 6. Hãy cẩn thận với thực phẩm sống. Khi chế biến thịt sống và thịt da cầm, hãy tránh xa chúng với thực phẩm đã nấu chín, trái cây và rau quả tươi ăn sống. Bạn cũng nên sử dụng thớt riêng cho các loại thịt và các loại thực phẩm ăn sống để tránh nhiễm khuẩn chéo. Số 7. Luôn kiểm tra ngày hết hạn. Thực phẩm đóng gói có thời hạn sử dụng hạn chế, vì vậy điều quan trọng là phải luôn kiểm tra khi nào chúng sắp hết hạn. Thói quen ăn thực phẩm quá hạn sử dụng có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, hãy tránh bất kỳ thực phẩm đóng gói nào bị nhào nát hoặc rách màng bọc. Đồng thời, không mua thực phẩm đựng trong hộp đã bị móp hoặc phồng lên, vì đây có thể là dấu hiệu của sự ô nhiễm vi khuẩn bên trong, ăn vào có thể gây tử vong. Số 8. Bảo quản thực phẩm nấu chín trong tủ lạnh Thức ăn đã nấu chín sẽ bị hỏng nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Vì vậy, việc bảo quản thực phẩm và rau củ đã nấu chín trong tủ lạnh là điều rất quan trọng trên đây là các biện pháp phòng tránh ngộ độc thực phẩm hãy áp dụng cho mình nhé chúc bạn vui vẻ